Đại diện lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đến nay vẫn không thể khẳng định có tìm được thi thể chị Huyền hay không. Quan điểm của Bộ Công an là trong trường hợp không tìm thấy xác nạn nhân thì sẽ dựa trên những chứng cứ hiện có để xử lý nghi phạm. Vụ án Viện Thẩm mỹ Cát Tường là vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam về y đức của bác sĩ, khiến Bộ trưởng Y tế phải lên tiếng nhận trách nhiệm trước Quốc hội và tiến hành việc thanh tra khẩn các cơ sở thẩm mỹ trên toàn quốc. Ca phẫu thuật thẩm mỹ không thành công của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ngày 19 tháng 10 năm 2013 đã dẫn đến cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền. Theo lời khai, Nguyễn Mạnh Tường sau đó đã đem xác nạn nhân ném xuống sông Hồng. Cho đến nay, sau gần 2 tháng cơ quan chức năng và gia đình huy động mọi phương pháp, từ kỹ thuật cho đến ngoại cảm và tâm linh, cho việc tìm kiếm, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy.